Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin phép giới thiệu tới bạn một sản phẩm thuốc trừ bệnh nổi bật trong ngành nông nghiệp. Đó chính là thuốc trừ bệnh Camaro 100SC. Đây là một sản phẩm với các thành phần chính đó chính là Cyazofamid, một sản phẩm nổi hấp lưu dẫn qua lá. Điều này giúp hạn chế được tác động của mùa mưa. Sản phẩm còn có khả năng triệt sản, ngăn chặn sự hình thành của bào tử và diệt sợi nấm một cách nhanh chóng, để phòng trừ các bệnh như sương mai, dạ sương mai, nứt thân xì mũ, khô cành, rụng bông, rụng trái non, thối trái, thối thân, thối rễ, sưng rễ, tháng thư, đốm nâu, đốm vòng, đốm lá, phấn trắng ở cây trồng. Pha 25ml thuốc cho bình 20-25 lít nước hoặc 250ml thuốc cho phi 180-220 lít nước. Bà con nào mà mình muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập website kỹsuhuy.vn.